Đây là chiếc máy thổi bụi của thương hiệu Crown với giá bán là 690.000. Thì mọi người vừa xem khả năng hoạt động, vừa thổi vừa hút của nó. Thì đây là cái túi đựng bụi của máy, thì em vừa hút cái mạt cưa, rất nhiều mạt cưa luôn, có khóa, và phía bên trên túi đây là có logo của Crown luôn. Đây mọi người này. Đó. Mọi người thấy thế nào? Sau khi qua cái cánh quạt thì những cái bụi mịn này của mùn cưa nó lại càng mịn thêm nhé mọi người. Hạn chế nhé mọi người, nên hạn chế là hút mạt sắt. Đấy, nếu mà hút mạt sắt thì nó có thể ảnh hưởng đến cánh quạt, hoặc hút đá nó có thể làm vỡ cánh quạt đấy. Con máy này thì khi mua máy thì mọi người được tặng kèm theo đó là một phiếu bảo hành chính hãng 6 tháng. Đây là các sản phẩm của thương hiệu Crown mà bên em đang bán. Ai có nhu cầu hoặc thông tin gì về những cái sản phẩm này, cần thêm những thông tin gì thì có thể liên hệ tới số điện thoại em để góc bên dưới màn hình. Còn chiếc máy thổi bụi này là 690.000 miễn phí vận chuyển. Đây là dòng công suất thực của máy thổi bụi thương hiệu Crown. Hộp bao bì của sản phẩm đều có thông tin chi tiết, ngày tháng sản xuất, địa chỉ. Đây là thương hiệu của Trung Quốc, máy chuẩn, dây đồng 100%. Còn bây giờ sẽ đến về chi tiết của con máy thổi bụi này của thương hiệu Crown. Nổi bật đầu tiên nó sẽ là logo Crown dập nổi bằng nhựa phía trên. Toàn bộ cái body của cái con máy thổi bụi này thì nó sẽ được bảo vệ bởi lớp nhựa ABS màu ghi. Phía bên trong đây là hệ thống cánh quạt. Cái hệ thống cánh quạt này cực kỳ là nhạy nhé các bác. Mọi người lưu ý, như lúc đầu em bảo ở đầu video, thì mọi người không nên sử dụng con máy này để hút mạt sắt hoặc là đá nhá, những viên đá răm ấy. Tại vì cánh quạt nó thiết kế bằng nhựa, nếu như mà hút được nhiều hay hút nhiều đá răm hay mạt sắt thì nó có thể làm vỡ cánh quạt. Thế nên mọi người chỉ hút bụi mịn trong gia đình hoặc là hút mà mùn cưa như thế này thôi. Tay cầm chính của máy và phía trên thân của máy nó sẽ có tem của nhà máy Crown luôn như thế này. Đây là các thông tin chi tiết về của sản phẩm. Mã CT17010 là mã của sản phẩm, mà công suất là 710W và lưu lượng hút của nó sẽ là 4 mét khối khí trên 1 phút. Đó. Hệ thống chổi than thì bảo vệ rất là cẩn thận luôn. Mọi người chỉ cần tháo hai con ốc này ra, lậy cái tấm nhựa này là mọi người có thể thay chổi than của máy rồi. Khi mua máy thì con này không có chổi than kèm thay, nhưng yên tâm mọi người, bên mình luôn có đồ thay thế chính hãng của thương hiệu Crown này nhá. 710.000, ống thổi của nó dẻo bằng nhựa, bằng cao su dẻo luôn. Thoải mái mọi người gập hay là cất ở những vị trí nào. Như lúc đầu mọi người vừa xem ấy, em chỉ cần thay đổi lắp cái ống vào đây thì nó sẽ chuyển sang chế độ hút. Còn nếu như mọi người muốn chuyển sang chế độ thổi thì mọi người chỉ cần lắp ngược vào như thế này, vào phía trước đây, thì sẽ là chuyển sang chế độ thổi. Máy thổi bụi này siêu khỏe, có thương hiệu Crown luôn. Thực tế mọi người vừa nghe tiếng máy luôn và khả năng hoạt động của máy này. 690.000 miễn phí vận chuyển. Ai đang có nhu cầu muốn sở hữu con máy thổi bụi này của thương hiệu Crown có thể liên hệ tới số điện thoại em để ở góc bên dưới màn hình, hoặc mọi người có thể là comment trực tiếp bên dưới cái phần nhận xét của cái video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.